Con cảm ơn thầy đã nhận lời giúp con trong kế hoạch diệt lũ Tây Dương. Khi nào khởi sự, con sẽ cho người qua rước thầy. Xin thầy giữ kín chuyện này giùm con. Con yên tâm về lo chuẩn bị các công việc khác đi. Thầy rất vui vì được góp công sức vào trận đánh sắp tới mà con đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho thầy. Thầy tin chắc là trận đánh sẽ thành công. Vậy thì xin phép thầy con về. Ừ, con về. Bà ơi, xin bà hãy phù hộ cho tôi làm tròn nhiệm vụ trong trận đánh sắp tới do chủ trực giao cho, để trả thù cho bà với bà con lối xóm của mình bị bọn giặc giết hại. Dạ, con mời bác. Con ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, con cảm ơn bác. Bác biết không, con cá lóc này á là do chính ta anh hai bắt đó. Ảnh nói lẽ ra phải tự ta ảnh nấu món cơm chua này để dâng lên bác. Thằng Lịch đó, nó hiếu thảo lắm đó chứ. Nhưng mà đang lúc giặc giã như vậy, bác cũng không muốn con cái ra làm việc nước phải bị trói tay trói chân vì mình. Nếu bác ăn không vừa miệng thì cho con xin lỗi nghe bác. Con còn vụng về lắm. Con gái con lứa mà biết ăn nói như cháu á thì không phải là vụng về đâu. Bác đâu có phải là mẹ chồng làm khó con dâu đâu. Dạ, con sẽ ăn sao với em Sáu. Con sáng với nghỉ quân trước khi về đây rồi nên giờ con vẫn còn no lắm. Để con bới cơm cho bác. Con mời bác. Thằng Lịch, nó có nói chừng nào về Bình Đức không con? Dạ, con nghe ảnh nói khoảng cuối tháng này. Ảnh còn một số việc phải làm ở đó nữa. Nó làm việc quân của nó. Còn bác thì mong nó về để mà làm việc khác. Việc gì vậy bác? Cưới vợ cho nó chứ gì. Ờ, cưới vợ cho ảnh hả? Ừ, cô đó người ở đâu vậy bác? Ở đây nè. Ờ, ở đây hả? Ngồi trước tôi đây nè. Con đâu thấy ai đâu bác. Trời ơi, khờ quá. Là cháu chứ ai. Anh em mình cần phải tập luyện cách lên tàu xuống tàu bằng loại thang dây này trong thời gian nhanh nhất. Cô Mận và A Mị làm mọi cách lọt được vào kho chứa rượu. Tại đây mọi người làm thật nhanh sao cho rượu đổ tràn ngập các khoang tàu. Mọi người nhớ không? Dạ. Đội 1 giả làm dân chài đậu xuồng gần đây, chuẩn bị quăng dây kéo xuồng tiếp ứng hoặc đón phục hậu khi bọn lính Tây chạy trốn ra khỏi tàu. Cùng thời điểm này, đội 2 tấn công đồng tiền tiêu của chúng để phân tán lực lượng và đánh lạc hướng, không cho chúng tiếp cứu lẫn nhau. Kể từ bây giờ, các anh em phải tập cho thuần thục các thế võ cần chiến, tay không cướp vũ khí đối phương trong thời điểm bất ngờ nhất và chỉ trong tích tắc. Đó. Tất cả ai nấy về vị trí tập dượt ngay hôm nay. Đó. Ừ, để bảo mật kế hoạch hành động, kể từ giờ phút này anh em nghe lệnh tôi, không ai được rời khỏi doanh trại dù dưới bất kỳ lý do gì. Anh em nghe rõ chưa? Đó. Thank you.
Hay quá, vui quá. Dạ, cảm ơn anh. Nhẹ tay xíu đi. Các cô chuẩn bị thế nào rồi? Chào anh, em tin kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Không biết là chừng nào em mới được ăn đám cưới của hai người ta. Còn em á, em xin tình nguyện làm phụ dâu nha. Cô dâu với chú rể hôn nhau thử đi. Ê, ê, không có hôn thử gì hết á, phải hôn thiệt nha. Lâu quá rồi, con trai mới về thăm má nha. Từ hồi đánh đại đồn Chí Hòa tới giờ. Ăn nữa đi, má múc thêm cho con tô nữa nha. Má nấu ngon quá. Đã lâu rồi, con chưa được ăn bữa cháo nào ngon như vậy. Nhưng con no quá rồi, con không ăn nữa được đâu má. Má ơi, bữa nay về thăm má, con muốn thưa với má một chuyện. Ừ, chuyện gì? Con nói đi, má nghe. Nhưng má phải bình tĩnh nghe. Con cứ nói đi, má nghe. Má, bọn con sắp đánh một trận lớn ở vùng này. Chắc chắn sau đó bọn Tây Dương sẽ trả thù. Cho nên má không thể ở yên ở đây được. Con đã lo chuẩn bị ghe xuồng và người sẵn cho má và gia đình mình đi xuống miền Cà Mau U Minh để lánh nạn trước rồi. Dẫu sao ở dưới vẫn là đất của mình, chứ trên này coi như giặc đã chiếm. Nhất là bây giờ con chỉ huy nghĩa quân đánh nó thì chắc chắn nó sẽ không để yên cho má đâu. Thiệt, má không sao hiểu nổi, dân mình đang sống yên lành ở đây, tự nhiên lũ giặc ở đâu đến đây gây tội ác cho dân mình. Con cứ yên tâm lo phụng sự quốc gia, diệt hết cái lũ mọi Tây Dương. Cầu trời Phật phù hộ cho con. Còn má, sống ở đâu cũng được, con đừng lo. Dạ, má vui lòng chịu đi thì con mới thực sự yên tâm. À, ngày hôm kia con định tới đây thăm má. Tội nghiệp con nhỏ. Con, má mong con mau sớm tính chuyện lập gia đình. Má thấy nó thiệt lòng thương con đó. Dạ, chuyện này con quên chưa nói với má. Có lẽ định cũng chưa tâm sự cho má biết. Chuyện gì vậy con? Dạ, trước khi thầy Sáu hy sinh, có gửi gắm lại cho con, giao cho con lo lắng cho Định. Thầy nói chúng con coi nhau là vợ chồng rồi, thầy nhắm mắt cũng yên lòng. Con và Định đã hứa với thầy nhưng chưa dám nói cho má nghe. Thiệt vậy sao? Hai cái đứa này chẳng đứa nào nói cho má biết. Má cũng đồng ý với thầy Sáu. Con xem sao á, lo chuyện cưới xin, chứ để con Định nó chờ lâu tội nghiệp nó. Con cũng biết như vậy, nhưng lúc này nước nhà còn bị giặc xâm lăng, chuyện riêng tư của mình không nên làm rình rang. Ừ, chúng con chỉ làm cái lễ ra mắt anh em đồng đội rồi về ra mắt má thôi. Chúng con chắc không cần làm đám cưới chi cho tốn kém hả má? Ờ, chuyện vợ chồng nó quan trọng là hai đứa sống với nhau hạnh phúc, có tình có nghĩa. Đám cưới chỉ là hình thức,
Nhưng mà bên đàn gái cũng cần lắm đó con. Người ta nở mày nở mặt với bà con lối xóm đó chứ. Con xin nghe lời má. Bữa nay con chỉ về thăm má một chút rồi phải đi ngay, vì còn bao nhiêu việc đang chờ con. Má nhớ chờ, khi nào nghe tiếng súng nổ hướng dòm cỏ là có người đến đón má đi cho kịp đó. Bây giờ xin phép má con đi. Con đi. Con suy nghĩ kỹ về cái vụ đám cưới nghe. Phận đàn bà con gái, người ta cũng cần hình thức với bà con láng giềng lắm đó. Dạ. Có cái đám cưới kìa. Mon capitaine, il y a le mariage en bateau. Il attend. Có mấy ghe chở đám cưới đi về phía tàu của ta. Đám cưới người An Nam hả? Thật thơ mộng, thật thú vị. Cho họ dừng lại xem thế nào. Trời thương, cuối cùng tụi mình cũng làm được đám cưới rước dâu đàng hoàng. Anh còn giỡn nữa hả? Em hồi hộp gần chết nè. Xong anh hai là đánh lừa tụi này đó nghe. Đuổi hết giặt tay, anh muốn gì cũng được mà. Thấy mà đám cưới thì cũng ráng. Sao? Đám cưới, làm lễ rước dâu, xin phép trình giấy tờ. Thả thang xuống cho họ lên. Tập hợp nhanh lên. Tất cả theo ta. Xe đây mày. Dạ em đi liền. Dạ bẩm quan lớn, hôm nay là đám cưới của đứa cháu gái, chúng tôi xin được trình giấy phép vượt đường sông cho quan lớn xem à. Dạ, theo tục lệ của người An Nam chúng tôi, đám cưới là ngày đại hỷ, nên nhân tiện đây xin phép ông cho cô dâu chú rể tặng ông hai bình rượu ngon à. Je vous en remercie. Merci pour votre bon vin. Quan lớn cảm ơn ông. Dạ. Dạ. Xin quan lớn cho tôi vào trong sửa soạn lại quần áo có được không ạ? Vous
Tại sao cô dâu lại phải che mặt? Dạ, đây là tục lệ của người An Nam chúng tôi, chứng tỏ cô dâu còn kinh nguyên, chỉ dành cho người chồng tương lai nhìn thấy mình thôi à. Mes soldats et moi aimerons bien voir le visage de la jeune mariée. Quan lớn nói anh em binh sĩ có thể xem mặt cô dâu được không? Dạ được, dạ được. Nhưng phải có sự đồng ý của chú rể đây. Dạ được ạ.
Nếu đã hứa thì ráng giữ lời đó nha. Em nói khi nào hết chặt tay, mình chỉ mới thắng có một trận thôi mà. Chừng nào không còn bọn Tây Dương ở xứ này thì anh cưới em ha. Bị đốt rồi bà con ơi. Tới bây giờ cổ họng vẫn còn rác nè, thiệt đã quá. Từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ mới thấy dân mình đốt được tàu của Tây Dương. Nghe nói có mấy thằng Tây Dương chạy thoát được, thiệt là tiếc quá. Mấy cái thằng ôn dịch này đó, nó mà sống được ngày nào làm khổ dân mình ngày đó à. Tôi cũng nghe nói có thằng lội được vô bờ bị dân mình đập chết, thiệt đáng đời tụi quân cướp nước mà. Ừ, thằng ôn dịch là chết là đáng rồi. Rồi đi bà con ơi. Đi. Thôi hả dạ quá. Bữa nay tôi mãn nguyện quá trời. Dạ. Ủa. Tàu cháy về đó hả? Trời ơi. Xin mời. Trời ơi. Xin chào ông. Chúc mừng, chú đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng. Xin cảm ơn ngài Thiên Hộ Dương đã có lời khen. Không biết nói gì để khen ngợi anh và bà con ở đây. Tôi xin bái phục, bái phục. Dạ, ông quản tu quá lời. Trực tôi không dám nhận đâu. Nào, xin mời. Dạ, chào đại nhân. Dạ, bẩm đại nhân. Dạ. Xin mời đại nhân. Đây là chén rượu mừng chú Trực cùng các anh em nghĩa quân đã lập được một chiến công lừng lẫy, khiến cho lũ giặc Tây Dương phải bạc giết kinh hồn. Vậy là kể từ đây, tàu chiến của giặc không còn là bất khả xâm phạm nữa. Mong sẽ có thêm những trận giặc tảo kinh thiên động địa, phải không các chư vị? Đại nhân nói hay lắm. Đất thấp 10 còn rộng bao la, thừa chỗ để chôn lũ giặc Tây Dương. Nếu chúng dám kéo vào đây, Thiên Hộ Dương này xin hứa với đại nhân và chư vị như vậy. Chúng tôi xin hứa với đại nhân sẽ quyết tâm đánh đuổi lũ Tây Dương. Chư vị đồng lòng như vậy thì phước cho dân Nam mình lắm. Nào, xin mời cạn chén. Xin mời. Dạ mời. 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 Chạy. Ủa Mận, sao em lại ở đây? Mọi người ai cũng vui vẻ dự hội hết mà. Chị vui là phải rồi. Chị có anh Lịch lúc nào cũng ở bên cạnh. Còn em thì... Còn em không có anh Tấn ở bên cạnh phải không? Từ khi qua Gò Công theo ông lãnh binh thì em thấy ảnh sao sao á. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới đại cuộc em à. Ừ. Dạ em biết rồi. Đương nhiên giữa em và ảnh không có chuyện gì khác ngoài chuyện tình cảm. Ngoài ra còn chuyện khác nữa. Còn chuyện gì hả em? Ảnh hay lên Sài Gòn thăm ông chú họ. Thái độ của ảnh khác lạ lắm. Như vậy là chuyện gì? Thái độ của ảnh không còn tự nhiên như trước nữa. Nhưng mà chị thấy ảnh cũng vui vẻ với chị mà. Nhưng chị đâu có thân mật với ảnh như em. Mỗi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của ảnh em nhận biết khác với chị đó. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện đó ông lãnh binh sẽ tính. Nói ra hết những điều chất chứa trong lòng cũng nhẹ rồi. Mình vào đi em. Quên đi, sắp tới còn nhiều việc phải làm nữa. Ừ, em cảm ơn chị.
anh chị ơi, lần tới rồi đó. Phải từ từ chứ. Ủa, mà ai đổ nước mắm lên người tôi vậy? Trời ơi, có chút xíu mà cũng la nữa. Áo dính nước mắm, lát nữa gặp ai thì càng thêm nồng mặn chứ sao. Thôi đi bà, áo dính nước mắm đi đâu ai cũng nghe mùi, lộ hết cả bí mật. Nè chị Định, hôm làm cô dâu trên tàu giặt á, chị có sợ không? Sợ chứ, nhưng đi bên cạnh anh hai, thấy ảnh bình tĩnh, chị cũng bớt sợ. Chị, em hỏi thiệt chị nghe, lúc mà chị bận áo cô dâu đi với anh hai á, trong bụng chị có nghĩ là đây là đám cưới thiệt của hai người không? Chị cũng mơ màng nghĩ vậy thiệt đó. Vậy là đêm nay hai người phải động phòng qua chút đó nha. Ý, chị Định đỏ mặt rồi kìa. Dạ em xin mời. Cảm ơn cô Định. Xin phép đại nhân. Dạ mời. Anh quyết định nói cho mọi người nghe chuyện này, không biết Định có đồng ý không? Ờ, chuyện gì vậy anh hai? Trong anh hai có vẻ lo lắng dữ vậy. Anh làm em hồi hộp nữa rồi. Thưa đại nhân, các chư vị và toàn thể anh em, trực tôi hôm nay mạn phép thưa với các vị một chuyện. Xin đại nhân làm chứng cho hai chúng tôi được sống với nhau. Xin mạn phép tất cả mọi người, kể từ hôm nay cô Định sẽ là vợ của trực tôi. Xin các vị ủng hộ. Ta xin chúc phúc cho chú. Trong thời chiến, những tình cảm đôi lứa rất đáng trân trọng. Hai người đã thực hiện được ước mơ của thầy Sáu là ta thấy mừng rồi. Chúc phúc, chúc phúc. Xin cảm ơn đại nhân. Hôm nay nhân ngày đánh thắng chiếc tàu của bọn Phố Lan Sa, con và Kim Định thắp nén nhang trước linh hồn cha, mong cha chứng kiến cho chúng con nên vợ nên chồng, sống chết có nhau trong thời chiến khốc liệt như thế này. Cha ơi, vậy là mong ước của cha cũng đã trở thành sự thật rồi. Con xúc động quá. Dạ mà có cha ở đây để chung vui niềm hạnh phúc với con. Con cảm ơn cha đã nuôi dưỡng con. Con cảm ơn anh hai đã yêu thương con. Chúng con nên nghĩ vợ chồng cũng là có công dạy dỗ của cha. Con xin thắp ba nén nhang này, mong cha ủng hộ cho chúng con. Và từ nay, con xem Định như là một phần máu thịt của con. Xin vái lại cha. Các ngài có biết không, bản chức vừa nhận được tin báo khẩn cấp, chiếc Esperance do trung úy Parfait chỉ huy đã bị đội dân binh do Nguyễn Trung Trực chỉ huy tiêu diệt ở Dàm Nhật Tảo thuộc sông Dàm Cỏ trưa ngày 10 tháng 12 năm 1861.
Đây là một thất bại khủng khiếp không thể chấp nhận được. Các ngài hãy tự trả lời đi. Tại sao một tàu chiến của hoàng đế nước Pháp được trang bị hùng mạnh, có cả đại bác, lại bị một đám nông dân có võ trang thô sơ đánh chìm với ban ngày trên vùng quân đội Pháp đang kiểm soát? Tại sao? Tại sao? Các ngài chưa trả lời được phải không? Các ngài đã ngủ quên trên chiến thắng sau khi ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ lọt vào tay quân đội Pháp dễ dàng, gần như không gặp được sự kháng cự đáng kể nào. Chính cái chiến thắng quá dễ đó đã làm cho các ngài chủ quan khinh địch, và cái giá phải trả là chiếc Espérance bị đốt cháy với 17 chiến binh Pháp bỏ mạng, cùng 20 lính địa phương đóng đồn trên bờ để bảo vệ cho chiếc Espérance cũng không tên nào sống sót. Thật là một ngày đen tối, bi thảm nhất của quân đội chiến tranh Pháp ở xứ này. Bản chức đề nghị một phút mặc niệm những tử sĩ đã hy sinh cho vinh quang của nước Pháp. Chúng ta đã gặp phải sức kháng cự chống đối mãnh liệt của đối phương, không phải là đội quân chính quy của triều đình Huế, mà chính là những nông dân ở xứ Nam Kỳ này. Họ không được tập luyện trang bị như quân triều đình, nhưng tinh thần chiến đấu của họ, như các ngài đã biết rồi đó, đã gây cho chúng ta những tổn thất không sao lường hết được. Họ đúng là những trung tâm kháng chiến có mặt ở khắp mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần chúng ta có chút sơ hở, mất cảnh giác là họ có thể tấn công ngay, mà dù đánh chiếm chiếc Espérance ngay giữa ban ngày ở dàm lịch tảo là một bằng chứng hùng hồn nhất. Một là phải triệt để hạ những làng nào có hoạt động của đội nông binh ở Biên Hòa, Định Tường, Tân An. Trước mắt phải triệt hạ vùng Nhật Tảo và các làng giang sông dầm cỏ để trả thù cho chiếc Espérance. Thứ hai, ai chứa chấp tiếp tế lương thực hoặc chỉ điểm cho nông binh đối phương đều phải xử bắn công khai để răn đe dân chúng trong vùng quân đội Pháp kiểm soát. Thứ ba, tăng cường biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhất là các trục giao thông quan trọng đường bộ cũng như đường thủy, quyết không để xảy ra vụ Espérance một lần nữa. Bốn, tăng cường tổ chức mạng lưới gián điệp tình báo ngay vùng nông thôn ngoài dòng kiểm soát của quân đội Pháp, để kịp thời phát hiện tổ chức và hoạt động của đội quân kháng chiến đối phương, khen thưởng đích đáng những tin tức có giá trị đặc biệt liên quan đến quân đội Pháp. Năm, treo giải thưởng gồm tiền bạc, chức tước cho những ai giết hoặc bắt sống các thủ lãnh đội quân kháng chiến. Đặc biệt, thưởng 5.000 quan cho ai bắt sống hoặc giết được Trương Định và Nguyễn Trung Trực là hai thủ lãnh đầu sỏ, quan trọng và nguy hiểm nhất của lực lượng kháng chiến, đe dọa sự tồn tại và an ninh quân đội Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ hiện nay. Không có cách nào khác, phải tiêu diệt tất cả bọn đó để tồn tại. Giải tán. Oui, mon général. Tuân lệnh đô đốc. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn ý lại để giành hơi. Muốn tâu hoàng thượng. Có chuyện chi mà răng mi vội rỡ? Muốn tâu hoàng thượng, có sớ có tổng trấn Vinh Long gửi ra trình hoàng thượng. Được lắm, hay lắm. Cho gọi ngay đông các đại học sĩ Phan Thanh Giặc vào gặp trẫm. Dạ bẩm hoàng thượng. Gặp ở mố, gặp trong nội điện hay gặp ở ní? Ngay tại đây, mau lên đi. Tâu vâng. Đánh rửa mới là đánh chứ. Hạ thần xin bệ kiến hoàng thượng. Miệng lệ, miệng lệ. Khánh đọc đi. Hạ
thiệt là một chiến công hiển hách. Thần xin chúc mừng hoàng thượng. Nhưng trọng muốn hỏi khanh, nguyện trung trực là ai mà răng dọi rửa? Tâu hoàng thượng, hạ thần cũng chưa được rõ. Có thể Nguyễn Trung Trực ở đội nông binh, chứ còn nếu thuộc quân triều đình thì không thể nào trái chiếu chỉ của hoàng thượng được. Khanh nội cũng có lý, Trực lập được chuyện công này rất có lời cho ta. Vậy theo ý của khanh, trầm nên phóng cho hắn chức chi cho xứng với công trạng như rửa? Tâu hoàng thượng, theo thiện ý của thần thì có thể phong cho Trực chức quản cơ. Tâu hoàng thượng, đó cũng là hàng chức chánh tứ phẩm võ quan của triều đình. Còn thuộc hạ của Trực có tham dự trận này thì tùy theo công trạng mà phong chức cai đổi gì đó, cũng như sức cân khố hưởng cho binh sĩ còn sống hay tử vong, để khích lệ tướng sĩ ba quân thấy được ân đức của hoàng thượng đối với kẻ đã xả thân vì nước. Trọng chuẩn tấu đề xuất của khanh. Ngày mai lâm triều, trọng sẽ công bố tin này cho triều thần được biết, và hà chịu phong chức cho Trực và thuộc hạ của hắn. Tâu hoàng thượng, khi nãy hoàng thượng có nói Trực lập chiến công rất có lợi cho ta, thần chưa hiểu thâm ý của hoàng thượng về việc này. Vì theo thần được biết, hoàng thượng chỉ chủ hòa chứ không chủ chiến. Này Trực đốt cháy tàu chiến của quân Phú Lan Sa, rõ ràng là trái ý của hoàng thượng. Vậy thì lợi ở chỗ nào? Thiệt tình thần chưa hiểu nổi. Mừng rằng mà khanh hiểu được ý của trọng trong chuyện này. Ý của trọng thì khanh biết rồi đó. Trọng chỉ muốn nghỉ hòa và định cử khanh vào gia đình để gặp người phụ Lan Xá nghỉ hòa. Nhưng liên tiếp từ Đà Nẵng vào Sài Gòn gia đình, quân ta chỉ toàn bại chứ chưa giành được thắng lợi khí mô hết. Đi thương lượng như ri là thế yếu, bọn phụ Lan Xá sẽ coi thường ta. Khi đó việc thương lượng nghỉ hòa của khanh sẽ khó khăn thêm. Nay Nguyễn Trung Trực đánh hẳn chạy tàu chiến có võ khí tối tân, mà Trực lại là nông binh chứ chẳng phải quân triều, thì bọn phụ Lan Xá tất phải nể mặt, vì thấy lực lượng của ta cùng mạnh chứ không yếu như chúng nghĩ. Vì vậy cuộc đàm phán nghị hòa sẽ thuận lợi hơn. Trẫm nói có lời là lời như rửa đó. Khanh hiểu ý trẫm chứ? Thần thực sự khâm phục cao kiến sâu xa của hoàng thượng. Còn Nguyễn Trung Trực, sau khi nhận được chức quản cơ, trẫm sẽ xuống chỉ điều động hắn ra Phú Yên hay Bình Thuận, để hắn không thể trực tiếp tấn công bọn phủ Lan Xa nữa, hầu tạo không khí thuận lợi cho cuộc nghị hòa sắp tới. Khanh thấy rằng hoàng thượng thật anh minh, thần xin bái phục, bái phục. Thần không ngờ hoàng thượng có nước cờ cao như vậy, vừa được lòng quân sĩ, vừa tránh cho người Phú Lan Xa nghi ngờ ta không thực tâm nghị hòa với họ. Chiến kiên cường, Nguyễn Trung Trực phá tan lũ giặc Tây.